Thôi Su đừng khóc nữa, mẹ hứa với Su sẽ không bao giờ quay lại quán này lần thứ hai nữa đâu. Cũng tại vì tin bắt Google mà mẹ Trang tìm thấy quán Bảy Lượng, một trong những quán có lẩu cá đuối ngon nhất. Thế là dẫn Su đi ăn thêm kiểu chị ta kìa. Mừng húm luôn, được ăn đó mà, đói bụng lắm rồi. Sau khi xem menu xong thì mẹ Trang quyết định order một phần lẩu cá đuối và một phần gỏi cá mai, thêm một phần mì xào cho Su nữa, tại vì Su không có ăn cay vậy được. Mà phần lẩu cá đuối và gỏi cá mai đã lên lâu rồi, cuối cùng Su vẫn chưa có gì ăn. Thế là uống nước ngọt cầm hơi, Su đói quá chịu không nổi, Su khóc mẹ chạy ra 2-3 lượt để hối thúc người ta. Món mì xào hải sản của bé sao giờ vẫn chưa lên vậy mà nhóm người bên kia lên sau bé, cuối cùng người ta ăn quá món nào món nấy lên phục vụ liên tục. Sau khi chờ đợi cả hồi vẫn không thấy món, mẹ Trang quyết định tính tiền đi về. Vậy mà nở lòng nào, bên tính tiền nó vẫn tính món mì xào hải sản cho mẹ Trang bức xúc. Mẹ Trang bức xúc và ý kiến thì không thấy một bên quản lý nào chạy ra xin lỗi gì hết trơn. Trang thề là không bao giờ Trang quay lại quán bánh. Hai dẫn hai chị Su nhà mình đi ăn quán vỉa hè chỉ với một tô hủ tiếu với một tô cháo hào mà hai chị Su cười tít mắt như vậy là ba mẹ vui lắm rồi. Còn bước vào quán xa mà thái độ phục vụ như vậy thì chẳng có món gì là ngon.